Việc người đẹp của anh đăng quang Miss Grand Việt Nam 2024 đang trở thành đề tài được khán giả bàn tán xôn xao trên các diễn đàn sắc đẹp. Hầu hết họ cho rằng cô gái đến từ Quảng Nam chưa xứng đáng với ngôi vị cao nhất. Không chỉ tẩy chay cuộc thi, cư dân mạng còn tràn vào livestream của chủ tịch Miss Grand và yêu cầu ông xem xét tính minh bạch của cuộc thi. Đáp lại, ông Nawaz cũng đưa điều kiện cho fan sắc đẹp Việt Nam: các bạn gửi cho tôi thông tin về cuộc thi, các bạn hãy cho thấy sức mạnh của mình và tôi sẽ xem xét ngay. Vì bạn đã cho thấy sức mạnh của mình, tăng follow cho tôi, đồng ý không? Nhiều người thắc mắc nếu chủ tịch Miss Grand International vào cuộc thì liệu Quế Anh có bị tước vương miện hay không. Có thể thấy xét cả hành trình, những gì Quế Anh thể hiện gói gọn trong hai chữ an toàn. Tại các thử thách quan trọng, cô gái sinh năm 2001 cũng không phải là cái tên tạo được sức hút. Trước thêm chung kết diễn ra, Quế Anh cũng chưa phải là cái tên được ấn định cho vị trí tân hoa hậu. Trên các bảng dự đoán, Quế Anh vẫn thường xuyên vắng mặt trong trận chiến giành lấy thành tích top 3, top 5. Thứ nhất, tại phần thi thuyết trình về hòa bình, Quế Anh bị lạc đề do đề cập quá nhiều tới quan điểm sống và làm việc của cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mà quên đi thông điệp muốn truyền tải. Cô gái đến từ xứ Quảng không có thông điệp cá nhân. Hôm nay tôi xin phép được chia sẻ về thông điệp hòa bình Việt Nam cũng như bày tỏ sự ra đi của cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hòa bình là hành trình không có điểm dừng. Việt Nam được biết đến là một quốc gia yêu chuộng hòa bình. Nếu so với Hạnh Nguyên thì rõ ràng bài thuyết trình của Á hậu một nhỉnh hơn và bài bản hơn. Đó là chưa kể về phong thái của Quế Anh cũng chưa tạo được sức hút. Cô vẫn có chút ngập ngừng và lúng túng. Thứ hai, màu sắc của Quế Anh bị cho là chưa đúng gu của cuộc thi mẹ. Gương mặt bầu bĩnh mũm mĩm của cô khiến nhiều người cho rằng cô phù hợp với các cuộc thi Miss World, Miss International hơn là Miss Grand International. Thực tế trước đó, Quế Anh đã từng tham dự Hoa hậu du lịch Đà Nẵng, Hoa hậu Việt Nam. Đó là chưa tính tới tiêu chí 4 chữ B mà Miss Award đã đưa ra trước đó. Chưa bàn cãi tới trí tuệ hay nhan sắc, mà ngay tiêu chí kinh doanh đã là một điểm trừ của nàng hậu xứ Quảng. Được biết, Lê Hoàng Phương ở mùa giải năm 2023 đã rất khôn khéo khi hiểu được Miss Grand International đang đi tìm kiếm một hình mẫu như thế nào và cô đã nhanh chóng hoàn thiện profile với hình ảnh một nữ doanh nhân trong lĩnh vực thiết kế nội thất. Thứ ba, câu trả lời ứng xử của Quế Anh chính là điều khiến fan thất vọng nhất. Cô nhận được câu hỏi từ Hoa hậu Đoàn Thiên Ân: trong suốt chiều dài lịch sử, phụ nữ Việt Nam đã đóng góp to lớn cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước. Bạn có thể chia sẻ quan điểm của mình về vai trò của phụ nữ trong lịch sử và ngày nay? Nội dung câu hỏi là yêu cầu thí sinh bày tỏ quan điểm về vai trò của phụ nữ trong thời xưa và nay. Nhưng Quế Anh đã không bám sát chủ đề, câu trả lời khá lan man và không đúng trọng tâm. Từ xưa, hình ảnh người phụ nữ rất kiên cường và anh hùng được minh chứng qua bề dày lịch sử như bà Trưng, bà Triệu. Nhưng tôi muốn nói ở đây là hình ảnh người phụ nữ hiện đại ngày nay. Họ đang góp phần vào nhiều khía cạnh của xã hội, nhưng bên cạnh đó họ vẫn không quên đi nét đẹp truyền thống. Thứ tư chính là kỹ năng trình diễn của Quế Anh rất loạn choạng. Tại phần thi áo tắm, trang phục dạ hội, cô bị đuối sức so với Hạnh Nguyên, Bích Tuyền. Trong khi cuộc thi Miss Grand International vốn chỉ là một sân chơi sắc đẹp đòi hỏi cá tính mạnh, catwalk điêu luyện. Từ đây tới ngày khởi hành lên đường chinh phục vương miện quốc tế, liệu Quế Anh có trở thành hình mẫu trong việc vịnh hóa thiên nga?